Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị hai nền đất nha. Hai nền đất này ở ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hụ, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Và trên đường này là đường nhựa tỉnh lộ 877 nha quý anh chị. Mình chạy một đoạn khoảng 6 cây số là mình về trung tâm của chỗ xã Long Bình nha quý anh chị. Ngay chỗ đó có Ủy ban dân xã Long Bình, ngân hàng Agribank, rồi chợ Long Bình, đó 6 cây số nha. Hướng ngược lại nha quý anh chị. Hướng ngược lại thì quý anh chị có thể ra quốc lộ 50, ra trung tâm huyện Gò Công Tây, xã Vĩnh Hụ luôn nha quý anh chị, xã Bình Nhì. Ở đây gần chỗ ngã ba Cá Chốt luôn quý anh chị. Từ đây về ngã ba Cá Chốt khoảng là 800m ha. Và cái đường vào đất của mình là ngay chỗ đường Xóm Tre. Đường Xóm Tre ở bên đường đa này là đường ô tô vô tới nha quý anh chị. Đường đa ô tô tới và đất của mình có hai nền. Mỗi nền là 680 triệu vào cái đường đa này ha. Mỗi nền là 680 triệu, ngang 8,5 m, dài là 42m nha quý anh chị. Mỗi nền có 150m² đất là thổ cư. Đó, đất quay về hướng Tây. Và quý anh chị mình theo em vào đất ha quý anh chị. Từ vị trí trụ ra này qua đây 8,5 m nha quý anh chị. Đó, từ cái trụ này ha. Hành lang lầu dưới là 2,6 m. Thẳng xuống dưới là 42m nha quý anh chị. 42m. Rồi cái nền thứ hai. Rồi qua cái tới cái trụ ra này, nền thứ hai có cái trụ điện ha. Gia chủ sẽ hỗ trợ di dời trụ điện cho mình luôn. Cái nền có hai nền, 351m² và 357m². Nền đầu tiên là nền lớn, nền hai là nền nhỏ hơn vài mét. Đất cao ráo bằng với mặt lộ đa này, đường ô tô tới và có điện nước wifi đầy đủ nha quý anh chị. Có trụ điện nè, sau này sẽ di dời cái trụ điện này cho quý anh chị luôn, hỗ trợ di dời cho quý anh chị. Mỗi nền đất có 150m² đất thổ cư nha quý anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị mình về đây tầm khoảng 1:30 xe là mình tới ha. Sổ sẵn công chứng liền đó. Gò Công, thị xã Gò Công, mình xuống thị xã Gò Công tầm khoảng 10 cây số. Đây là mình đi đường tỉnh lộ về thị xã Gò Công khoảng 10 cây số nha. Đó, thì còn ở trung tâm huyện Gò Công Tây thì khoảng đâu đó 15 phút là quý anh chị tới ngay chỗ trung tâm huyện Gò Công Tây. Có rất là nhiều tiện ích xung quanh. Khu vực này là gần trường học Nguyễn Thị Tốt quý anh chị, cách 700m. Gần trường cấp 3 của Long Bình. Đó là khoảng 7 cây số hả quý anh chị. Đó mình ra quốc lộ 50 cũng được, đi gần hơn cái khu đoạn mình lên chỗ Bình Ninh ra Giáp Hạt. Đó gần hơn, ra quốc lộ 50 gần hơn. Đó. Rồi quý anh chị mình quan tâm cái khu đất này á thì vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0973 267 524. Em sẽ gửi sổ sách cho quý anh chị mình tham khảo cũng như là ghi định vị cho quý anh chị mình dễ hình dung đi tới khu đất của mình đây ha. Rồi em xin kết thúc video, hẹn quý anh chị mình ở những video tiếp theo của kênh nha.